Tiếp tục các thông tin diễn ra trong ngày, thưa quý vị, chính thức khai mạc vào sáng nay ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, Việt Nam ICTCOM 2016, được đánh giá là một hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại quan trọng trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông. Với quy mô hơn 300 gian hàng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn đến từ nhiều vùng, quốc gia, lãnh thổ khác nhau, triển lãm đã hội tụ đầy đủ các công nghệ, xu hướng mới, nổi bật như công nghệ 4G, LTE tốc độ cao, Big Data, các giải pháp ICT, hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ, điện tử, phần mềm, phần cứng, các dịch vụ nội dung số, đặc biệt là xu hướng IoT, Internet of Things. Để phát triển IoT thì cần có sự tham gia của cộng đồng, sẽ là cái nền tảng phát triển mở, và qua đó thì các cái nhà phát triển cũng như là nhà sản xuất và các cái nhà cung cấp nội dung có thể tham gia phát triển các cái ứng dụng cũng như là nội dung để cung cấp cho các cái ngành dọc. Ngoài ra, nhiều dịch vụ mới, tính năng độc đáo cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan như tem điện tử SMS giúp phân biệt hàng thật, hàng giả, thiết bị chống trộm xe máy dựa trên nền công nghệ GPS, các thiết bị đầu cuối như đầu thu số kỹ thuật số DVB-T2 của VTC, Smart Box cho TV giúp biến chiếc TV thường thành một chiếc Smart TV. Ông Mai Lâm Trực, Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nhận định tỷ lệ tham gia cao của các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy sự trưởng thành đáng phấn khởi của công nghiệp trong nước, đặc biệt xu hướng cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm của người dùng chính là điểm mới ấn tượng của triển lãm năm nay. Thị trường viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam đang chuyển động cùng với xu hướng của thế giới, tức là không phải chỉ đáp ứng các operator, các doanh nghiệp lớn mà phục vụ cho kể cả nhiều tiêu dùng đơn lẻ theo cái xu hướng cá nhân hóa các dịch vụ viễn thông. Trên tay tôi là một con tem mẫu, thì ở dưới cái lớp phủ cào là một cái lớp mã số bảo mật. Thì với những cái mã số bảo mật là 12 ký số này thì là không thể làm giả được. Bởi vì là gì, những cái mã số này được sinh ra ngẫu nhiên ở trên hệ thống và đã được mã hóa ở trên hệ thống. Trong khuôn khổ triển lãm, từ nay đến hết ngày 22 tháng 7 sẽ diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề về các xu hướng phát triển mới nhất của công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin, các định hướng chính sách của chính phủ. Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm mong muốn triển lãm và các hội thảo chuyên đề tại Việt Nam ICTCOM 2016 sẽ là một kênh tương tác hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý, phục vụ và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành thông tin và truyền thông ở Việt Nam.